Hello, xin chào tất cả anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Thủy Nhật, cùng mình là Nghiêm. Sáng hôm nay mình test nổ một em hai Yamaha rất đẹp nha. Hai Yamaha động cơ 2 xi lanh có turbo luôn, 36 mã lực, trọng lượng 250 kg nha. Rất nhỏ gọn luôn. Đây ngồi tục tàn nè. Nước sơn trên trả là Z. Đó là địa chỉ 688/2 kênh Dương Vương, phường An Lạc, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em muốn xem máy thì qua địa chỉ này nha. Động cơ 2 xi lanh có turbo 36 mã lực, rất lợi dao. Đây mình đang ở trực tiếp video trực tiếp chưa chỉnh sửa, hơi cực kỳ chuẩn nha, hơi cực kỳ chuẩn luôn. Đây, rất là chuẩn, trọng lượng nhỏ gọn, rất lợi dầu. Hộp số truyền 3 tua 41 nha, 3 tua 41. Số này mời từ 2 luôn, số vô tới gì đó nhẹ nhàng nha. Rồi anh em nào biết tin chi tiết của lòng liên hệ số điện thoại bên dưới. Đây là video thực tế, cảm ơn anh em luôn. Hàng hóa trong kho mà rất là nhiều nha, rất đa dạng hàng luôn. Anh em cần máy nào thì vui lòng để tên máy phía dưới, mình sẽ test đồ có đăng lên cho anh em xem. Rồi.